viện do Trung Nguyên tâm huyết tổ chức. Đây là một chương trình vô cùng bổ ích. Nó cho em thêm nhiều kiến thức là như thế nào lên khởi nghiệp, khi nào chúng lên khởi nghiệp và để như thế nào để khởi nghiệp thành công và không thất bại để chúng ta chìm sâu vào vũng bùn. Nó đem lại nhiều quý báu, chưa kể việc đem lại chúng em những cuốn sách, đem lại nguồn tri thức cho chúng em. Đây là nguồn động lực rất to lớn để sau này chúng em có thể đóng góp nhiều cho đất nước hơn. Ngày hôm nay đối với em nó là một cái ngày kỷ niệm em sẽ không bao giờ quên. Thực sự cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi mà em đã gặp được các anh chị ngày hôm nay, đã cho em một cái cơ hội để trả lời cho cái thắc mắc lớn nhất trong cuộc đời mình, để mình tiếp tục cái ước mơ của mình, và em quyết định em sẽ thực hiện cái ước mơ đó. Trong chương trình giao lưu ngày hôm nay, các sinh viên của Đại học Nội vụ đã đưa ra những câu hỏi tôi cho rằng rất là đúng và trúng vào vấn đề. Không chỉ các bạn sinh viên của trường Đại học Nội vụ mà là những cái mối quan tâm của rất nhiều các bạn sinh viên ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là về yếu tố liên quan đến khởi nghiệp, thể hiện đúng vào những cái các bạn mong muốn, kỳ vọng và đưa tìm được những cái lời khuyên từ những người đi trước, từ những giai đoạn đi trước, giúp cho các cái hoạt động khởi nghiệp của các bạn sau này, không chỉ khởi nghiệp mà kể cả sự nghiệp của các bạn được tốt hơn. Năm cuốn sách mà Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ dành tặng đến cho các bạn trẻ là năm cuốn sách ý nghĩa. Mỗi cuốn sách là một lĩnh vực, là một bài học, những cái bài học kinh nghiệm khác nhau dành cho những bạn trẻ hiện nay bây giờ. Và Vân tin rằng là những cuốn sách này sẽ tạo động lực và truyền cảm hứng cho những bạn trẻ để có thể thành công. Cái cảm xúc của anh khi mà anh được giao lưu và trò chuyện với các bạn là một cái cảm xúc ngưỡng mộ các bạn, bởi vì các bạn đều thể hiện được cái năng lượng của tuổi trẻ, các bạn dám ước mơ, dám khát khao và các bạn có những hoài bão vô cùng lớn. Cái điều này mà anh đến bản thân anh ở cái tuổi của các bạn anh có lẽ chưa dám nghĩ tới, và ngày hôm nay anh đến đây anh được cộng hưởng rất là nhiều từ các bạn. Thật sự là anh cảm xúc của anh bây giờ anh cảm thấy rất là ngưỡng mộ và cảm thấy rất là thích thú với những cái ý tưởng cũng như là cái đam mê, cái cách các bạn ấy thể hiện cái khát khao của các bạn.